mừng quý thính giả đến với kênh Nghe Truyện Hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh Nghe Truyện Hay. Hôm nay, Quỳnh Giao gửi tới quý thính giả truyện ngắn Yên Hoa của nhà văn Ngọc Giao. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Nửa giấc Yên Hoa cười mộng cũ, hai hàng xin lệ khóc tình xưa. Bà đã về à? Mời bà vào hàng nhà cháu sơi chén nước. Có riêu cua ngon lắm, rước bà vào. Người đàn bà đon đả chào mời cô gái tỉnh thành. Quế cười không đáp, cố cúi đầu dưới mái rơm tối thấp, bước vào quán nước. Hai người đàn ông quần vén cao đến bẹp, bắp chân đầy bùn, nhích ra mãi đầu ghế, nhường chỗ cho cô gái tỉnh thành. Quế xẻ mảnh báo trong chiếc làn mây, lau ghế rồi mời ngồi. Không ai lấy cử chỉ ấy làm lạ. Người ta nghĩ rằng cái vạt áo lụa màu hoa sâm bụt kia, cái đũng quần lụa trắng nõn kia không thể đặt dễ dãi xuống cái ghế cụt què bẩn thỉu, phí của đi, và người tỉnh thành bao giờ cũng sạch sẽ. Bà hàng và hai người thợ cày vội đáp, không dám ạ. Bà ta rút đôi đũa trong ống tre, lau cẩn thận rồi mới đưa cô Quế. Xin phép qua. Tất cả mọi người. Bà hàng và hai người thợ cày vội đáp, không dám ạ. Họ đáp cùng một lúc, sốt sắng và kính cẩn. Quế An ngượng nghịu, cô liếc thấy không những lũ trẻ xuống đến nhìn cô, cả hai người thợ cày cũng ngắm cô chăm chú. Cô tân thời đẹp quá nhỉ, lũ trẻ bảo nhau. Chuyện ăn trắng mặc trơn mà lại không đẹp, chứ như bu chúng mày ấy nhá. Một bà già ngồi phơi nửa mình ra cóc, nghiêng mái tóc bạc, tuốt trứng giận ở mảnh áo cánh nâu, cười bảo với lũ trẻ. Quế ăn xong, bưng bát chè tươi tráng miệng. Mùi ngái của những lá xanh khiến cô nao nao nhớ lại những buổi chiều ngày xưa trên mảnh sân lát gạch bát tràng rộng của nhà. Về vụ gặt, sau những bữa cơm ầm ĩ cũng có những bát chè tươi vàng nóng như thế này. Dưới ánh trăng, tiếng đập thóc và tiếng hát của bọn thợ gặt cất vang làng xóm. Nước ngon, đậm quá, bà nấu bằng nước sông. Thưa bà, sông dạo này cạn, bẩn lắm, nhà cháu nấu bằng nước giếng, nấu khéo cũng ngon. Quế trả tiền, đứng lên. Ở sân nhà bên kia, cách quán một bờ rào dâm bụt, có tiếng người con gái hát. Không phải câu hát ví von của gái đồng ruộng, mà là bài hát gửi thư. Cái hơi gió đoạn trường thấm ngay vào lòng Quế, như hơi sương giá thấm mái tóc con người cô độc đi trong đêm khuya. Quế vén cành lá, ghé mắt nhìn vào sân. Người con gái mặc chiếc áo lót màu hồng đã vá, rách, đang ngồi giặt bên chum nước. Quế nghĩ tới phận mình, 5-6 năm trời, đã có biết bao nhiêu buổi sáng, buổi chiều Quế cũng ngồi giặt như thế kia, cũng đôi khi buồn miệng thì hát lên vài câu hát thuộc lòng mà Quế đã hát đêm đêm cho người ta nghe. Hai cánh tay yếu đuối rũ vỏ mớ áo quần nát bẩn, vì canh rượu nô đùa, vì cuộc yêu đương ô chọc, phần nhiều là uy hiếp. Giặt rũ xong thì mắt Quế hoa lên, hâm hấp sốt. Những lúc đó, Quế chỉ mong được giấc ngủ bù cho đỡ ốm, không thiết gì ăn uống. Khổ, ở đây thì ma nó hát ư? Quế tắt vội ý nghĩ trên bằng câu nói thầm thì ấy. Cô rẽ ra xa, người đàn bà bán bún riêu cũng chạy ra, chừng đi đâu nhổ cốt trầu rồi quay lại toe toét cười. Ấy, thưa bà, các nhà tơ này mới dọn được 2 tháng nay. Cũng có khi có khách liền 5-6 tối, khách toàn là bọn các thầy đề, thầy lại, tránh, phó, lý cả. Cũng có khi 3-4 đêm ngồi ế. Cứ sáng sang mà khách vắng là các cô ấy mặc quần áo trắng lồm lộp, dắt nhau đi nhởn nhơ như ma chơi, trông mà ghệ. Người đàn bà vui tính, hay nói lấy câu chuyện làm quà cho người Hàn tỉnh. Nhưng Quế không muốn ghẻ. Cô đi vội ra cái xe ngựa chở khách ở dãy cây bàng cách sân ga một quãng. Cái xe ngựa tồi tàn, thay xe kéo, đã có mấy người đàn bà, đàn ông ngồi giữ chỗ trước. Trên mui xe chất đầy thúng mủng. Xe đi khỏi nhà ga, hình ảnh người con gái gầy còm trong góc vườn chuối kia nhắc Quế nghĩ đến bao nhiêu hình ảnh người con hát nữa ở thị thành. Quế sáng nay vừa ở đấy lọt ra, giải thoát linh hồn xác thịt giam 3 ngày. Giam 3 ngày sẽ qua đi rất chóng. Quế sẽ lại phải quay trở lại cách đời người con hát. Sáng tắm rửa giặt rũ, chiều đưa đón, đàn cả. Nỗi buồn làm ê ẩm lòng Quế. Cô quay nhìn ra bên đường. Khách đàn ông, đàn bà chuyện trò ầm ĩ. Vó ngựa dẫm lộp cộp trên mặt đất rán khô đầy lá vụn. Gió mát cánh đồng lúa xanh mướt. Câu chuyện ồn ào về việc ruộng nương buôn bán trong xe làm cho Quế khuây dần. Cô cũng góp giam 3 câu chuyện với họ. Cái vui sống nơi đồng ruộng quê hương bị mất đi trong cái thân hình héo tàn vì son phấn, chợt trở lại như một cách thư thái, hồn nhiên. Quế để ý nhìn người đàn bà ngồi trước mặt. Ở người đàn bà ấy, Quế nhận ra cái miệng nhai trầu, cách giọng nói nho nhỏ giống mẹ mình. Người đàn bà mở khăn tay lấy trầu cao ăn. Bà ta mời một bà bên cạnh, tiện tay mời cả Quế. Bà bên cạnh cười bảo, bà ấy răng trắng, ăn gì cách của nợ này đấy. Quế nhanh nhảu đáp, có ạ, cháu xin cụ một miếng, làm phần cho đẻ cháu. Quế toàn nói là u, nhưng gọi là u thì quê mùa. Mình là người tỉnh, phải gọi là mẹ hay là đẻ. Quế vẫn nghĩ thế mỗi lần gặp mẹ hay về quê. Quế nhặt một miếng trầu bỏ vào xác. Mọi người chú ý ngắm chiếc ví da đen. Miệng ví mở ra, cái khóa mạ kềm bóng nhoáng bấm vào nhau kêu tách một tiếng, làm cho họ lấy làm lạ lắm. Bẩm, cụ lớn nhà có khỏe mạnh không? Người đàn ông xanh xao, rách rưới ngồi ở cuối ghế gãi đầu nói thế. Quế sửng sốt quay sang phía người đó. Bác ta lại gãi tai, cặp cổ con chó vàng ghẻ lở vào giữa hai cái đùi gầy nhô xương. Bẩm bà lớn, cháu là cô Hĩ ở xóm dưới làng bên đây ạ. Mặt Quế đỏ bừng lên. 5 năm rồi, bỏ Bình Khang, lấy lẽ một ông quan già, chưa đẻ 2 lần, rồi lại trở về Bình Khang. Quế đã đành coi là một giấc mộng hồng nhan. Hồ quên đi thì kẻ kia lại nhắc nhủ Quế nhớ đến nỗi chua cay của số kiếp mình giữa một trường hợp bất ngờ, đột ngột. Quế ngượng nghịu khẽ đáp, cảm ơn ông, nhà tôi vẫn mạnh ạ. Bà phủ đấy. Người đàn ông ôm con chó ghẻ thì thầm với một ông già. Chừng ý anh ta muốn khoe khoang, sĩ diện với mọi người là anh ta quen biết một bà vợ quan. Cũng như những người làm bên, anh ta yên chí. Quế vẫn là bà phủ như thường. Người làng Quế thì đều biết Quế đã bỏ chồng, bây giờ đành phận gửi 2 con cho bố mẹ ở quê nuôi. Họ còn tin rằng Quế mở một cửa hàng thóc gạo ngoài Hà Nội. Vâng, cháu nó buôn bán ngoài ấy, nhờ giời Phật cũng khá, bận lắm, thỉnh thoảng mới về thăm cháu được. Bà mẹ Quế thường đáp mọi người như vậy. Duy ông cụ sinh ra Quế là nhà nho, chỉ thở dài lặng lẽ. Từ nãy chiếc xe ngựa đã chạy qua mấy cánh đồng và bao nhiêu quán nước cô độc bên đường vắng ngát. Quế mong chóng đến nơi. Quế rất lo người đàn ông ôm chó kia gợi đến chuyện chồng con, chuyện danh giá của mình ngày cũ, những chuyện khiến Quế đã khóc nhiều. Rồi xe đỗ. Quế đi trên một con đường nhỏ vào làng. Làng vào đám. Cửa đình cờ lọng uy nghi, dân đang tế. Quế qua cửa đình, đầu cúi xuống. Bao nhiêu người chào, nhất là những bà, những cô đang xem tế. Ông cụ sinh ra Quế ngồi trong sân đình với các bôn lão trông ra thấy con, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bà mẹ Quế thì tất tuổi dắt hai cháu chạy ra đón. Quế tay ẵm đứa nhỏ, tay dắt đứa nhớn, chào hỏi mọi người, nói với mẹ nựng hai con rối xít. Về đến nhà, con chó vện sổ ra sủa ầm ĩ. Bà mẹ quát mắng chó. Quế cười bảo mẹ: "Mẹ đừng mắng nó, tại lần này nó trông con khác đi chăng nên nó lạ." Bà mẹ nín lặng rồi đáp: "Ừ, ta trông độ này cô béo đẫy ra đấy." "Chó lạ là phải." Quế vừa bước chân lên thềm vừa nói: "Nhưng sao con vẹn gầy ốm thế kia hả U?" Bà cụ lại nín lặng. Một lát bà mới chép miệng: "Rời đất này, con tính. Ở nhà quê người chẳng có mà ăn, lại còn đi trách chó gầy." Quế nghe mẹ nói, dầu mặt lại. Cô nhìn xuống đôi giày mới và chiếc áo lụa màu rượu vang lộng lẫy của mình. Quế nghĩ đến những bữa cơm gạo hầm, cà mặn, rau xà ở nhà quê để so sánh với những canh rượu trắng đêm của bọn khách chơi nói tụm, uống say, đập phá, ném tiền như rác. Quế thở dài. Bà mẹ mắng: "Cái con bé này cứ thấy mặt là thấy thở dài. Không trách trong tử vi bố mày bảo là mày khổ." Nỗi đau xót nén nuốt từ bao lâu, đến lúc này Quế không còn nén nuốt được đi nữa. Quế lăn ra giường nức nở. Bà mẹ nhìn con, lại chép miệng cúi đầu bước ra sân, xuống bếp. Một lúc, bà lên đập vào chân con gái: "Con ngủ đây à, dậy ăn cơm. Có xôi, thịt luộc thánh ông ấy dặn, để phần cho con gái ông ấy đây. Chả báo lắm đấy." Quế bừng mở mắt, vươn vai, ngồi lên cười: "Thế mà con ngủ thật ạ à? Đêm qua thức suốt đến sáng mà lại." Hai đứa con dán đến gần mẹ. Quế ôm con vào lòng hôn hít. Bà mẹ ngồi xuống giường, xới cơm cho con ăn: "Mày là mẹ trẻ con rồi mà vẫn như con trẻ, khóc ngay đấy, cười ngay đấy. Giá mày đi hát chèo thì đóng vai Vân Giải được. Ăn đi, rồi tối ta ra đền." Đón được một vườn, thấy bảo là hay lắm. Quế buông đũa nhìn ra sân, bóng nắng chiều đã tắt. Quế mỉm cười nghĩ bụng: "Ừ, anh ấy một lần cũng viết thư bảo mình khóc cười như Vân Giải." Anh ấy là Phong, một người đàn ông trẻ tuổi đã thương và yêu Quế. Ái tình gặp gỡ trên chiếu rượu, thường như mọi sự gặp gỡ của ái tình. Nhưng có lẽ do nợ nần duyên nghiệp gì đó, nên Quế đã thấy ngay cái tình che chở, cái tình đùm bọc lâu bền có thể trông chờ được ở con người này. Anh không nhìn Quế như nhìn một con hát. Quế mỗi lần ngồi trước đôi mắt anh ấy lại nhận thấy ở đáy lòng nảy ra những tình cảm kính nể, trong đó chứa cả một sự phục tùng. Quế đã thú lòng mình. Người đàn ông ít nói, chỉ lặng lẽ giang cánh tay ra đón lấy mái tóc đen ngả xuống, và chỉ im lặng nghe những giọt lệ rơi trên má người đoạn trường. Quế đang nghĩ miên man thì ngoài ngõ lao xao tiếng người cười nói. Mấy người bước vào sân. Đó là mấy cô bạn ngày nhỏ của Quế. Bây giờ họ đã có chồng, có con. Cô nào cũng làm ra đứng đắn, ăn mặc thì già nua, xồ xề. "Bà đã về đây ư?" Một cô khác nói. "Ăn cơm ngoài tỉnh quen, về quê gạo thế kia thì bà nuốt sao được nhỉ?" Họ nói thực tình chứ không có ý gì, nhưng Quế tưởng đó là những câu mai mỉa. Quế đáp: "Các chị đến hay. Bọn đánh chát với nhau cả, mà sao bây giờ các chị cứ gọi em là bà? Em còn ít tuổi hơn các chị. Gọi thế còn gì là thân tình nữa." Sự thực thì Quế cũng biết rằng họ kính nể cái danh bà lớn của Quế. Tuy đã 2 năm nay Quế bỏ chồng, cho nên sự tôn trọng kia càng thêm gợi tủn hờn cho Quế, và càng bắt Quế đau đớn cái oan nghiệt hiện giờ. Quế đứng lên, các cô bạn vui vẻ kéo nhau ra ngõ. Họ sẽ đến rủ Quế đi xem chèo. tiếng guốc dép khua lẹp kẹp, tiếng cười nói lâu đùa của các cô vang ngoài ngõ. Quế đứng lặng giữa sân, lẩm bẩm: ấy, thà rằng cục mịch như nhà quê, các chị ấy thế là yên phận. Có chị tốt số, đã được nhà chồng có trâu cày ruộng cấy, có chị đã gây nên cơ nghiệp, ruộng cả ao liền. Cũng có chị gặt thuê, cấy mướn, nhưng thôi thì cũng lần hồi đủ áo mặc cơm ăn cho chồng cho con. Còn mình thì lênh đênh đâu nữa vẫn là lênh đênh, chả ra làm sao cả. Quế chạnh thương phận mình, nấc lên khóc. Bà mẹ đã dắt hai cháu đi nhờ người đến trèo cau, chảy một buồng cho cô con gái chốc nữa ra chùa lễ. Quế đứng khóc một mình giữa sân, bóng răng non mờ xanh dãi tà tà trên nền sân gạch. Một lần nữa, trong cái vắng lặng, thấy mình trơ vơ, Quế lại vụt nghĩ đến ngày xưa. Ruộng đất còn nhiều, đã có những tối sáng răng về vụ gặt. Trên khu sân rộng rãi này, ngát mùi cơm mới, vang lên tiếng đập lúa, tiếng hát ví lẳng lơ của phường trai gái gặt thuê. Bây giờ sa sút đi rồi, ruộng đất đã về tay kẻ khác. Bố mẹ thì già, Quế thì không chồng mà vẫn đèo bồng hai con. Thân tàn đi, tuổi thêm lên mãi, Quế không biết rồi mai sau ra thế nào. Anh Phong ơi! Người kỹ nữ xót xa, ngửa mặt ngước nhìn ngôi sao hôm mọc trơ vơ vùng trời cao rộng. Nàng nghĩ đến hình bóng cánh tay ai giơ lên trong ánh trăng lạnh đêm xuân. Người đàn ông trẻ tuổi buổi chiều nay cũng đi với Quế một chuyến tàu. Mỗi người xuống một ga. Cảnh chia tay trên đường trường lần thứ nhất đã khiến Quế lo sợ ngày biệt ly. Vẫn đã biết ca trường nào thiếu biệt ly. Quế trải biệt ly nhiều rồi, nhưng lần này tạm chia tay người đàn ông trẻ tuổi kia trong cuộc đồng hành, Quế thấy lòng muốn khóc, tưởng như là chia tay trọn kiếp. Quế tưởng tượng giờ này người ấy cũng đang đứng một mình giữa cái trại mênh mông ở quê nhà. Và có lẽ người ấy cũng nhìn sao để nghĩ đến mình đây. Quế nhớ, một lần người đàn ông ấy đã ngỏ lòng mình trong một phút rung động nhất. Đêm kia, ở trại, anh đã ngủ dưới một tà áo xanh. Quế không hiểu, nhưng rồi Quế cũng hiểu được rằng anh ấy nằm dưới một vòm trời đêm xanh mà nghĩ rằng nằm dưới tà áo xanh của Quế. Thâm tình đó khiến Quế kiêu hãnh với chính mình, nhưng càng khiến Quế phải khóc thêm nhiều. Bà mẹ đã nhờ được người về bẻ cau. Bà vui vẻ dù con rửa mặt để gia đình. Quế dắt con cùng mẹ ra ngoài xóm. Trong đình, phường trèo đã khua trống mõ giáo đầu. Quế bước vào đình, ai cũng ngoảnh ra nhìn người đàn bà tỉnh thành sang trọng, xinh đẹp. Thứ nhất, người đàn bà ấy đã là một bà quan. Quế cúi chào các cụ bèn truyền cho phường hát tạm im trống mõ. Quế đưa ông thủ từ cái khai đồ lễ, kèm 3 đồng bạc giấy. Ông từ mời Quế vào lễ. Một hồi chuông trong cung thánh vang lên, không khí u tịch. Lễ xong, các cụ sai giai khóa, mời bà phủ ngồi lên chiếu hoa nghe hát. Quế cáo mệt xin về. Sau lưng, Quế nghe thấy người ta xì xào khen mình trẻ đẹp. Họ bàn với nhau, bà ấy buôn bán chắc phát tài lắm, người cứ mỗi ngày thêm béo trắng ra. Ra khỏi chỗ ồn ào, Quế thấy dễ chịu, vẻ trang nghiêm mà người ta đã tạo nên vì cách dự lễ thánh và chính cũng vì cái danh giá không còn nữa của mình, khiến Quế hổ thẹn và khó chịu. Bà mẹ giữ cháu ở lại xem hát, một mình Quế ra khỏi đình đi về xóm. Ánh trăng trắng các ao bèo và loáng trên những cành tre. Về đến nhà, Quế đã thấy ông Khóa đang buông màn ở cái giường vẫn dành riêng cho Quế, những khi về đình đám hay là dỗ Tết. Ông quạt mũi gài màn cẩn thận, rồi bảo con, giọng nghiêm mà nhân hậu: Thôi, con đi mà nghỉ, đường đi mệt. Ông chỉ nói vậy thôi, rồi lặng lặng ngồi bên đèn mở sách xem. Quế biết tính cha vẫn thế. Từ ngày Quế lạc vào nơi Yên Hoa, Rồi thì cuộc đời chìm nổi bao lần, ông chỉ nghiến răng, vuốt bụng thở dài. Ông không mắng, không hàn hỏi, cũng không bao giờ nhìn dung nhan con gái. Do thế, Quý càng kính sợ cha, kính sợ để thương xót thêm nhiều. Quý lén ra ngoài thềm, ngồi phèn xuống dựa lưng vào thân cột. Quý nhìn bóng ông khóa in lên vách, câm lặng như một tượng hình khổ hạnh nghìn đời. Quý nhắm mắt lại, mơ trong ánh sáng, đôi mắt đăm chiêu và nghiêm nghị của người đàn ông trẻ tuổi, chắc đêm nay cũng ngồi câm lặng như cha mình. Tiếng trống chèo ở ngoài đình đưa vang vẳng vào trong xóm, tiếng tù và rúc ra ngoài cánh đồng giang. Ông khóa không ngẩng lên, khẽ gọi: "Quế vào, thầy bảo." Quế rón rén bước vào, ông nạp mồi thuốc lào và điếu, hút. Giọng ông thấp xuống như những khi tan canh rượu. Ông, một mình, thủ thỉ với sách đèn: "Số con đào hoa thủ mệnh, bấy lâu tình duyên lênh đênh, âu chẳng qua số mệnh. Nhưng tới hạn năm nay khá, thiên khôi, thiên Việt, quý nhân tới. Đào hồng hỉ, hội ở cung phu, chiếu vào cung mệnh, tất năm nay con gặp được người tử tế." Quý đỏ mặt cúi đầu, tay mân mê vạt áo, dáng điệu thẹn thò như cô gái đào tơ lần đầu nghe đến chuyện lương duyên. Một lát, Quế ngẩng nhìn ra sân. Quế có cảm tưởng ánh trăng xanh hơn ban nãy. Truyện ngắn Người họa sĩ bạc mệnh. Quý thính giả hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau khi nghe xong truyện ngắn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe. Thời chưa lấy chồng, tôi cứ sợ sau này vớ phải gã đàn ông tủn mủn, ki bo. Vô phúc, vớ phải ông chồng như thế, khác nào tự lĩnh án tù chung thân. Ơn trời, chồng tôi không phải hạng người như vậy. Anh ấy là họa sĩ, niềm quan tâm lớn nhất của anh là sáng tạo nghệ thuật. Những thứ tẹp nhẹp đời thường anh không hề màng tới. Nhưng thời buổi này, để lo cho ba mạng sống, tôi biết anh phải phân thân. Tức là hàng ngày, ngoài việc phụng sự nghệ thuật ra, anh còn phải lo kiếm gạo phụng sự tôi, một cô vợ không nghề nghiệp và đứa con trai 5 tuổi nghịch phá như giặc non. Làm văn nghệ ở xứ mình khổ quá. Sáng tạo thực sự chưa hẳn đã có tiền, nhưng vẽ vời, viết lách nhăng nhít có khi lại hốt bạc. Ví như chồng tôi đây, cất công đi tận hồ Ba Bể, vẽ được bức tranh về dắt treo trên kèo nhà cho mối gặm. Vậy mà cứ ngồi ở nhà vẽ biển quảng cáo, trang trí nội thất lại lắm tiền. Mấy năm nay, nhà hàng, cửa hiệu mọc lên nhan nhản nên chồng tôi không làm hết việc. Ông chủ quán thịt chó thì yêu cầu anh trình bày đủ 7 món cầy tơ trên một tấm tôn. Anh thợ sửa xe máy cần anh vẽ y xì chiếc đời mới. Thế là nhoàng một lúc, anh cho ra đời nào thịt chó, nào xe máy đời mới. Với chồng tôi, kiếm tiền dễ thế, nhưng anh không ham mà chỉ tập trung cho sáng tác. Quả thật, công việc sáng tác của anh khó nhọc và tốn kém thời gian quá chừng. Bức tranh ông già cởi trần, da đen cháy, ngồi sắp bằng uống rượu trên chiếc thuyền độc mộc là anh vẽ ở hồ Ba Bể, mất gần 1 tháng trời. Bức chân dung của tôi bằng sơn dầu, mặt thườn thượt, môi chành ra, da vàng khè như người đau gan, tóc thì rủ một đống như rong rêu, nom ghê chết. Vậy mà anh cũng vẽ hàng tuần mới xong. Trong tất cả các sáng tác của anh, có độc mỗi bức tranh thả diều được ông Tây mua với giá 200 đô. Còn lại mấy bó treo trên kèo nhà. Mỗi lần bạn bè đến chơi, anh thường mở ra cho họ xem. Đa số họ khen tranh anh dữ dội, rằng tranh anh có thơ. Tôi không hiểu nhiều về tranh, nhưng vẫn tin. Hiện tại tranh của anh còn mấy bó, nhưng đó là tài sản có giá trị vĩnh cửu. Biết đâu, sau này con cháu sẽ mang tranh của anh ra bán đấu giá, như tranh của Van Gogh, của Picasso. Nghĩ thế nên chúng tôi không cần cuống cuồng, sắng sở, lo lắm tiện nghi trong nhà như mọi người. Với chúng tôi, tất cả chỉ là phương tiện phục vụ cho công việc sáng tác của anh. Mà trong mọi phương tiện ấy thì anh là cái phải lo đầu tiên. Mặc dù tôi biết anh không đề cao ẩm thực, ăn uống thế nào cũng xong, cơm sâu xấu cũng được miễn là nhiều. Biết thế nhưng tôi không nỡ để anh ăn uống cực khổ. Tôi cho rằng sức khỏe của anh là sự sống bình yên cho cả nhà, là tài sản cố định của con cháu sau này. Vì vậy nên có tiền, tôi phải nghĩ đến cái ăn đã. Giá vàng, giá đô la biến động thế nào, kệ. Tôi chỉ quan tâm tới giá gạo, giá thực phẩm. Mấy tháng nay không hiểu sao anh ngừng sáng tác để lao vào việc kiếm tiền. Ngoài vẽ biển quảng cáo, anh còn nhận trang trí nội thất cho các khách sạn, nhà văn hóa. Tôi biết làm những việc ấy anh kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng anh quản lý hết. Một điều lạ lùng nữa là tính tình của anh cũng thay đổi hẳn. Về nhà, anh nhăn nhó khổ sở. Sự thay đổi đột ngột trong anh làm tôi vừa tự ái vừa sợ. Hỏi, anh gượng cười bảo rằng dạo này anh làm việc mệt quá, tính khí thất thường. Tôi không tin và sinh nghi, dễ chừng anh ấy có bổ bịch ở đâu đó. Chỉ có dây vào chuyện ấy mới dừng dưng chuyện ái ân và hao tổn sức khỏe tiền bạc tới mức ấy. Đứa nào đã quyến rũ anh, móc túi anh, rút xương thịt anh để anh sơ xác, tiều tụy thế kia. Nỗi ghen tuông bóng gió làm tôi hậm hực, cay cú. Vài ngày sau, khi tôi đang nằm trên giường đọc báo thì thấy anh từ ngoài phố về. Nhìn vẻ mặt khác thường của anh, tôi sinh nghi và để ý ngay. Tay cầm tờ báo, nhưng mắt tôi không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nào của anh. Anh đứng xoay lưng về phía tôi rồi mở tủ. Dù được tàn lưng và cánh tủ che khuất, nhưng qua khuỷu tay anh, tôi vẫn đoán được anh đang vụng trộm lôi ra ngoài một thứ gì đó giấu vào ngăn tủ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh làm một cử chỉ không đàng hoàng trước mặt tôi. Trước đây, trong nhà xuất hiện vật lạ, chúng tôi đều công khai giới thiệu lý lịch, nguồn gốc của thứ đó cho nhau biết. Cớ gì, giờ đây anh giấu giếm vụng trộm cả tôi. Thứ anh cất giấu ấy là thư tình hay thứ gì? Chờ anh ra khỏi nhà, tôi vội đến mở tủ lục soát. Quả nhiên, giấu trong cuộn giấy vẽ là lọ thủy tinh màu cánh gián. Tôi lập cập mở nắp lọ ra, mắt tôi lóa lên, hàng chục cái nhẫn vàng. Trời, thì ra mấy tháng nay anh làm lụng đến kiệt sức, anh ki bo chắt bóp là để có số vàng này đây. Mối hoài nghi trong tôi được giải tỏa, nhưng một nỗi thất vọng khủng khiếp làm tôi choáng váng. Trong khoảnh khắc, thần tượng mà tôi tôn thờ bấy nay bị sụp đổ tan tành. Thì ra anh chẳng phải cao sang như tôi tưởng. Thì ra niềm say mê của anh là tiền, chứ không phải là nghệ thuật như anh thường nói. Và tôi thấy mình bị xúc phạm, bị khinh miệt. Tôi thấy lâu nay mình như một đứa ở trong nhà, hàng ngày chỉ biết cơm nước, giặt giũ, hầu hạ chồng con, còn lại không được quyền bàn bạc, không được quyền chi tiêu. Được rồi, đã vậy, tôi phải chảnh mảng, đứa hoang toàn, vô nghề nghiệp. Nhưng để xem vắng tôi, bố con anh sống thế nào. Cất số vàng vào chỗ cũ, tôi lặng lặng gói ghém quần áo, ấn vào túi. Cùng lúc đó anh trở về. Anh hoảng hốt hỏi, Lan, em định đi đâu? Giọng tôi lạnh lùng, em về ngoại. Mặt nhăn nhó nhưng giọng rất dịu dàng. Để dịp khác em ạ. Bây giờ anh đang rất bận. Em đi thì con cái, nhà cửa ai trông? Nỗi bất mãn trong tôi dâng lên đến cực độ, tạo nên một cơn phấn khích, khiến tôi tàn nhẫn, nanh nọc khác thường. Nhìn thẳng vào mặt anh, tôi bốp chát. Nhưng em đói suốt mấy tháng nay, không chịu được nữa. giờ phải về bà ngoại kiếm vài bữa no. Nghe tôi nói, mặt anh co rúm lại. Anh ôm bụng nói, anh biết, em rất giận anh, vì lâu nay anh quá khắt khe với em và con. Nhưng thời buổi này kiếm được đồng tiền cực nhọc lắm, mà chúng ta thì còn bao nhiêu việc phải cần đến tiền. Tôi định vặn lại rằng, anh cần tiền làm gì mà tích cóp chừng ấy vàng. Nhưng thấy anh khắc khổ, thảm hại quá, tôi ngao ngán nhìn những ngón tay run lập cập trên cái bụng nép kẹp. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, chắc run quấy đấy thôi. Bất chấp lời van xin của anh, tôi vẫn vùng vằng đi. Anh lầm lũi theo sau. Đến bến xe, anh nhìn tôi, mắt ngấn nước, giọng nghẹn đắng. Em nhớ đi chừng 2 hôm rồi về ngay nhé. Thực lòng lúc này nhìn anh tội nghiệp quá, tôi chỉ muốn òa khóc, muốn thay đổi ý định. Nhưng lý trí thôi thúc rằng tôi không được yếu mềm, không được nhượng bộ. Nếu lúc này tôi quay lại thì anh sẽ tiếp tục coi thường tôi, tiếp tục coi tôi như con ở. Em cầm tiền mua quà cho mẹ và chi tiêu dọc đường, anh nói, giọng run run, tay cũng run. Quái lạ, không hiểu tay anh run lẩy bẩy là vì tiếc tiền hay vì đói. Với tôi, cả hai lý do đó đều làm tôi khó chịu, không nỡ cầm số tiền đó. Cuộc giằng co đưa đẩy vì số tiền ấy chưa kết thúc thì xe ca nổ máy. Chớp thời cơ, tôi ném lại số tiền ấy trước mặt anh rồi tót lên xe. Chiếc xe rồ máy phóng đi. Dáng anh tiều tụy khắc khổ đứng trơ vơ trước những tờ giấy bạc bay tung tóe. Nghĩ lại thời mới cưới nhau, mới thấy chúng tôi liều lĩnh. Ngày ấy tôi mới học xong phổ thông, anh cũng mới tốt nghiệp đại học. Công việc anh ở sở văn hóa thì bấp bênh, lương vừa thấp vừa phập phù. Trong nhà chỉ có 2 cái giường cá nhân ghép lại với nhau, vài cái son đen, mấy cái bát, chai lọ. Giá ngày ấy, gặp cơ nhỡ, chẳng biết chúng tôi sẽ xoay sở như thế nào. Nhưng ơn trời, con của chúng tôi vẫn ra đời, chúng tôi vẫn sống bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Thời ấy để tăng thu nhập cho gia đình, anh tìm cho tôi việc làm. Lúc đầu, anh dựng quán cho tôi bán hàng quà. Ngồi tính cua trong lỗ thì thấy lãi, nhưng rồi tiện có bánh kẹo trước mặt, con bóc, mẹ nhón. Bạn của anh lại nhiều, khách đến cứ lấy thuốc ngon mà mời. Mới hành nghề thương mại có mấy tháng mà cụt vốn. Tiếp đó, anh chuyển hướng chiến lược, xây dựng kinh tế theo mô hình VAC. Là nói vậy thôi, chứ đất thành phố lấy đâu ra ao vườn. Cái nhà tắm, anh ngăn ra thả con lợn chíp. Việc này thì không bớt xén, xà xẻo thứ gì bỏ vào mồm được. Con lợn nhà tôi dạo ấy nó thuộc dòng dõi quý tộc của loài lợn. Cháo đường, cháo cá, mì chính. Vậy mà nó chỉ thục mõm mút mấy cái, rồi co chân đạp máng. Nuôi mấy tháng trời mà đít nó nhọn như cái bay, lông dựng đứng như bàn chải. Giờ đây, khi cuộc sống xa anh, tôi mới ý thức được rằng tất cả những công việc kinh doanh của tôi bị thua lỗ là do tôi hoang toàn, chểnh mảng, không biết chủ động hạch toán, và sự khắt khe tằn tiện của anh là có lý. Còn tôi là đứa nông nổi đành hanh. Mới có 3 ngày phải sống xa anh và con mà tôi cảm giác dài tới hàng tháng. Nỗi nhớ cuộn lên hành hạ tôi điên cuồng. Đêm nằm toàn nghĩ dại, ngộ nhỡ xảy ra mệnh hệ gì với con và anh. Rồi tôi nhận được điện báo anh bị ốm. Về đến nhà, nhìn cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng ho khan, tôi mới hoàn hồn. Tôi nghĩ, chắc anh không chịu nổi cảnh sống xa tôi, nên mới gọi điện bảo tôi về. Mới thiếu bàn tay của tôi có mấy hôm mà mảnh sân ngập ngụa bã bía, gạch đá. Trên thềm, đống than tổ ong vỡ be bét, chiếc dây phơi trước hiên, quần áo của bố, của con cuộn một đống. Gian bếp gà bới tứ tung. Nhìn cảnh luộm thuộm bừa bãi ấy, tôi đắc thắng hả hê. Tôi lên thềm định mở cửa thì thằng Hà con tôi từ ngoài tọt về. Mặt nó nhem nhuốc đất cát, nước mũi chảy thò nò, mắt đùn hai cục dử trắng, chiếc áo đứt cúc, trễ xuống để hở bộ ngực lép kẹp. Nhìn con, lòng tôi se lại. Sự hả hê trong tôi thay bằng nỗi ân hận xót xa. Tôi ôm con vào lòng, giọng tấm tức cốt để anh nghe. Ôi con tôi, sao người ngợm thế này? Bố không tắm rửa cho con ư? Đột nhiên nó òa khóc lên. Mẹ ơi, bố ốm. Bác Vinh bảo bố sắp chết rồi. Con ứ cho bố chết đâu. Tôi thót người xô cửa vào nhà. Trong nhà tối om, anh nằm bất động trong chiếc màn tuyên ố vàng. Tôi vội bật điện rồi đến tóc màn lên. Nhìn anh gầy sọ, vàng võ, đôi mắt trũng sâu, lờ đờ. Tôi hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, anh ốm đau thế nào mà đến nông nỗi này anh ơi? Anh thều thào, anh đau, đau bụng. Đau lâu rồi, nhưng hai hôm nay thì không gượng dậy được. May có bác Vinh, cô Hiền sang săn sóc, giúp đỡ, không gay go lắm. Tôi sờ tay lên bụng anh. Ở vùng thượng vị nổi lên một cục cưng cứng. Tôi lạnh toát cả người, rú lên. Ôi anh ơi, anh bị làm sao thế này anh ơi? Anh cầm tay tôi nói. Anh bị ung thư, bị lâu rồi, nhưng sợ em hoang mang, lo lắng, nên anh giấu em. Tôi bủn xùn chân tay, nói như quát. Nhưng tại sao anh không đi điều trị? Bây giờ em đưa anh đi. Không, em hãy nghe anh. Bệnh này thì chữa chạy làm gì cho vất vả tốn kém. Tôi thốt lên. Trời, đến mức này anh còn tiếc tiền ư? Không, còn nước còn tát. Nếu các bác sĩ ở đây bó tay, em sẽ đưa anh về bệnh viện lớn ở Hà Nội. Mặt anh chợt co rút. Anh nói. Không, em đừng đưa anh đi đâu cả. Nói đến đây anh bỗng khóc nấc lên, toàn thân rung từng đợt. Anh nói. Lan ơi, anh thương em và con lắm, em biết không? Vì lấy anh mà em học hành dở sang, nghề nghiệp chẳng có. Chưa kịp vào đời em đã phải làm vợ, làm mẹ. Sắp tới anh lại bỏ mẹ con em nơi đất khách quê người. Lan ơi, anh muốn dành cho mẹ con em thật nhiều thứ. Nhưng sức anh đã kiệt rồi. Mấy tháng nay, anh có dành dụm cho em ít vàng. Trong cuốn giấy vẽ ấy, em hãy dùng nó để học một nghề hẳn hoi mà sinh sống, nuôi con. Ở đời, muốn sống lương thiện mà không có nghề nghiệp, chẳng dễ dàng gì. Còn anh, tôi khóc òa lên. Giờ tôi mới hiểu vì sao lâu nay anh làm đến kiệt sức mà không dám ăn tiêu. Vì sao anh cứ phải nhăn mặt, ôm bụng. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, lòng tôi đau đớn, thác loạn. Tôi áp vào mặt anh, hét lên điên dại. Không, anh nói gở, anh không được chết. Bất chấp lời can ngăn của anh, tôi vẫn đưa anh về một bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Nhưng căn bệnh quái ác ấy đã cướp mất anh. Đám tang anh khởi hành ở bệnh viện. Vì đường xá xa xôi nên họ hàng, các bạn bè đồng nghiệp của anh không đến được. Sinh thời, anh sống tử tế với tất cả mọi người. Nhưng đưa tang anh, chỉ có lèo tèo vài người anh em ruột và nhân viên trong bệnh viện. Tôi bám theo quan tài anh, khóc như mưa gió. Con trai tôi mặc quần áo xô trắng, bụng thắt dây chuối, đầu quấn vành rơm, tay chống gậy lom khom bước giật lùi trước quan tài của bố. Lâu nay, cháu không quen bị gò bó ép buộc, nên bước giật lùi vài bước, cháu ù té chạy. Người ta phải túm lấy cháu, nó khóc. Đến ngã tư, nghe tiếng còi của người bán kem kêu tút tút, nó gọi toáng lên. Mẹ ơi, kem mút, kem mút.